tư thế giơ một chân lên, nằm ngửa, hai tay, hai chân duỗi thẳng, kéo giãn người, co một chân lại, hai tay nắm lấy gót chân, giơ thẳng chân lên. Lúc này, thân trên cũng được nâng lên theo. Giữ vài giây. Trở về tư thế ban đầu, hạ bả vai, thu xương vai về để bảo vệ phần ngực. Các bạn chú ý, lúc gập người về phía trước để tay ôm lấy gót chân, trọng lượng dồn xuống khớp xương chậu và đốt xuống cùng. Hít khí vào để mở rộng phần ngực, thở khí ra để kéo giãn cột sống, khai thác năng lượng tiềm tàng trong cơ thể. Tư thế này nhằm vào chủ yếu tập luyện cơ bắp phần chân và tính linh hoạt cho phần hông. Lúc đó cơ chân sẽ đạt được sự kéo giãn hữu ích, làm cho dây thần kinh tọa được khỏe. Thông qua sự xoa bóp hữu ích cho chân, có thể khơi thông kinh mạch ở chân, thông qua sự thở khí để có một luồng khí mới vào trong lồng ngực. Còn có thể cải thiện khí sắc ở mặt. Các bạn lặp lại động tác này